chia sẻ rằng sau tập 1 thì cách xe tự lên như là cách xe mình bây giờ đang đang từ chiều lên đây gửi giỡn ơi giỡn ơi chịu mà lên chịu luôn giỡn ơi cậu trả bù cho tôi từ chịu bây giờ xuống còn chịu thôi. Ayo, xin chào tất cả khán giả của chương trình Rap Việt và mình là Lăng LD. Mình thuộc team của anh Huawei. Có đâu, không biết chứ bộn. Kêu cái chạy ra liền. Ok, bây giờ mình còn chờ giấy chấp cái video kê lên để mình đi. Mọi người phải nhớ lịch ngày mai gặp anh. Dạ vâng. Sẽ gặp để mình làm cái vụ kia càng sớm càng tốt. Để sau đó mình có thời gian uống nước hay là ăn uống gì với nhau. Đến khi vào team của anh Huawei rồi thì mình mới nhận ra được thì ra cái mình nhận sẽ không phải chỉ riêng về cái phần kiến thức trong rap hay là kinh nghiệm mà anh sẽ truyền tải cho mình thôi, mà còn có cả cái tinh thần nữa. Anh Huawei là một người phải nói là trong cái thời gian vừa rồi mà mình vào team của anh Huawei thì anh luôn rất là chăm chỉ động viên tất cả mọi người, ngay cả cái giờ mà mình đang đi ngủ luôn, chuẩn bị đi ngủ luôn mà anh Huawei vẫn gửi thêm thông tin tài liệu hay là gửi những cái lời kêu anh em giữ lửa, phải đoàn kết với nhau, bla bla bla, rất là nhiều luôn. Thì mình rất là vui sau khi mình nhận được những cái điều đó, rất là respect. Chăm lo cho phần thi của thí sinh từ trang phục cho tới bài nhạc cho tới tất cả những thứ gì liên quan. Cảm ơn anh. Em thật sự cảm thấy rất là vui khi được vào team của anh. Dạ, rất là vinh hạnh. Dạ ok hết rồi chị, em ra đi hết rồi. Dạ đấy mọi người, bây giờ đi thi khỏe rồi sao ta? Tức là cái tinh thần ở chơi thì nó thoải mái rồi. Dạ sẽ thấy vậy. Cũng không có cầu kỳ, nặng cái sự cầu kỳ quá, tụi em biết theo đúng mức ở cuối cuối làng tôi đi bằng Mercedes tới trước cái nhà em. Nhà người ta trao đến em nhẫn cưới dây chuyền bạch kim. Tôi nghèo mang đến em một đó hoa bằng lăng. Đây là lăng lớn. Em xin hết. Rap Việt lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.